Rất cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Yên Bái đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nam thanh niên chở theo bạn gái thông chốt kiểm tra nồng độ cồn, tông trọng thương thượng ủy công an. Ngày 15 tháng 2, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Yên Bái đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Lê Quý Đường, sinh năm 2003, trú tại tổ 14 phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái, để điều tra về tội chống người thi hành công vụ. Các quyết định tố tụng nêu trên đã được Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Yên Bái phê chuẩn theo quy định của pháp luật. Trước đó, ngày 12 tháng 2, mùng 3 Tết, Đội Cảnh sát Giao thông Trực tự Công an thành phố Yên Bái thực hiện kế hoạch tuần tra kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông, tập trung xử lý hành vi người điều khiển phương tiện vi phạm nồng độ cồn và các hành vi vi phạm khác trên tuyến quốc lộ 37 từ km 272 đến 280 cùng các tuyến đường nội thị. Đến khoảng 17 giờ 50 phút, Lê Quý Đường chở theo bàn gái điều khiển xe mô tô nhãn hiệu Honda SH, biển kiểm soát 21B136691 di chuyển trên trục đường Đại lộ Nguyễn Thái Học. Khi phát hiện chốt kiểm tra nồng độ cồn xử lý vi phạm giao thông của Tổ công tác Cảnh sát Giao thông Trực tự, Công an thành phố Yên Bái đang làm nhiệm vụ phía trước, Lê Quý Đường đã quay đầu xe, bỏ chạy. Lúc này, Thường úy Trần Trung Đức đã ra tín hiệu dừng phương tiện nhưng đường đã không chấp hành mà điều khiển xe lao thẳng khiến cán bộ cảnh sát giao thông bị thương nặng phải được đưa đi cấp cứu. Tổ công tác tiến hành kiểm tra nồng độ cồn đối với Lê Quý Đường kết quả 0,053mg trên 1 lít khí thở tại Bệnh viện Thường úy Trần Trung Đức được chẩn đoán bị tụ máu não, vỡ hộp sọ, chấn thương phần mềm cẳng chân phải, hiện đang được điều trị tại khoa chấn thương Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái. Căn cứ kết quả điều tra ngày 14 tháng 2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Yên Bái đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Lê Quý Đường về tội chống người thi hành công vụ. Hiện công an thành phố Yên Bái đang hoàn tất hồ sơ xử lý đối tượng theo quy định pháp luật.